còn ghế kia này cua này các bạn, cua Cà Mau này, cua Cà Mau đúng không? Cua Cà Mau đấy, cua Cà Mau đây, cái càng đây cái càng bự rồi, quăng đũa rồi. Đúng hải sản đúng chết hải sản luôn các bạn nhé. Tôm nữa nè, tôm nữa kìa, tôm đến nữa kìa. Các bạn mà nhớ comment ở dưới nhiều rồi nha, lần sau mình đi mình thích món gì. Rồi chào tất cả các bạn nha, hôm nay mình mời các bạn đến với quán Apple Beer nha các bạn. Mang tiếng là quán Apple Beer nhưng mà ra dù quán cho nước ngọt chứ Pepsi này. Bảy ốp nè các bạn, không thấy bia đâu hết rồi. Chắc là chủ quán này đang lắc xe bia. Nhưng mà món khai vị này các bạn, bò nha các bạn. Bò này làm gì ta? Lấy gọi bò. Gọi bò ngũ sắc. Đúng rồi. Gọi bò ngũ sắc luôn đúng không? Đây hiện tại là có một số thành viên đang rất là háo hức chờ đợi đây. Đợi lên món toàn này, từ hai anh em này rồi một sát thủ uống bia nha các bạn. Đấy, còn anh Hưng Thái này, đây là những cái gách thủ xà cồi về vấn đề ăn uống không à, nên là hôm nay mời mọi người bia tới các bạn ơi. Đó lên bia đi đây các bạn. Anh này là sát thủ ăn uống nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Bạn Linh này anh là bánh ăn, mình có đôi đũa vàng. Đây mình danh là đôi đũa vàng của làng TBR. Đây là Thắng Anh rồi, mình giới thiệu về món này, giới thiệu cho anh. Rồi hôm nay mình sẽ cùng các bạn ăn một số món ăn đặc sản ở bên quán Apple Beer nha. Đây Thắng Anh đây, bị chá hơi chá. Món này là trước tiên là bò, phải bò là phải có bò. Đây là gân bò cải tím, cải tím nè, xoài bào, ớt ớt sắc sợi, cà rốt. Làm miếng rồi anh, miếng rồi đi em. Đây là mình muốn trước khi mình ăn á thì mình phải trộn cho đều cái lại để nó đều thấm gia vị bên dưới. Thì kẹp chung với nhau cũng được. Kẹp chung được. Cái này là quan trọng nhất là phải có bánh phồng. Phồng tôm. Phồng tôm rất là ngon. Giờ mình làm thử cho mọi người xem nha. Đúng rồi đó. Anh này phải là Thánh Anh luôn đó các bạn ạ. Nếu mà lần sau mà các bạn để ý nhiều hơn chút mà các bạn like, share, comment với tụi mình dưới nha, mình sẽ mời anh này đi cùng nhiều hơn nữa. Bạn này cũng rất là ga lăng, nếu mà các bạn đi ăn cùng thì bạn ấy sẽ trả tiền luôn á. Đúng rồi. Hôm nay nó có gì nè, có đâu muốn nữa nè. Ủa? Này gì đó? Cần. Cần tay. Cái này em chỉ review thôi nha, thử thôi nha. Trong bên thôi. Giờ mình sẽ bỏ một đang đang chờ đợi xem anh này anh ăn như thế nào đây. Đang giùm miệng. Đang giùm miệng. Một miếng xài vào. Hành tím, một miếng cà rốt. Chắc là ngon đấy. Thì cái miệng của người bự hay nhỏ thôi, bỏ vô thì mình bỏ bự. Sáu. Không bỏ nhiều cũng được, nhưng mà nếu mà miệng các bạn nhỏ nhỏ thì các bạn cắn hai lần nha. Tôi ăn một lần. Đây là nước chấm. Chấm gì đấy? Này chắc là nước mắm chua ngọt. Để chấm gỏi mắm chua thì quán này làm theo công thức riêng của quán cho nên là không có chia sẻ bí quyết được. Giờ mình chấm thử nha mọi người. Chấm đi. Rồi. Mời mọi người nha. Ăn nhẹ nhàng vậy. Cái mẹ ông này mà cũng cánh hai phát luôn. Khó rồi. Rồi, kiên liền. Rồi vô đi. Cảm nhận đâu? Nói cảm nhận đi. Vô đi, cộng đi. Ăn vô cái hả? Vô. Uống bia các bạn ơi. Vô. Quán Apple Beer phải uống bia chứ.
Rồi, mời các bạn nha, mình còn lấy bạn Thánh ăn này ăn. À, bây giờ tới lượt mình ăn này. Bữa này ăn mình to mà. Nãy giờ anh ăn mấy bộ nhưng mà. Ôi, có bạn đẹp đấy. Trời, có bạn đẹp quá, xuất hiện trong hình luôn kìa. Mở đèn là sáng hơn đúng không? Ừ. Bạn cô dê đó đẹp hả bạn? Giờ mở đèn được bánh tháng. Đá rồi. Chua quá. Hơi cá chua. Hơi chua chút không? Bạn kia ăn khí thế rồi các bạn ơi. À. đừng ngại. Mời các bạn nha. Ngại sao mà. Đừng ngại nha. Mời vô. Vô. 1 2 3 vô. Rồi, đây món thứ hai đến này các bạn. Mời các bạn coi nha. Đây là món gì đây? Hải sản nha các bạn. Cá này. Cái này giống cá bớp mà. Cá này giống cá bớp của ta. Ừ. Cá mú hả? Cá bóng không công. Sao nhìn thấy hàm răng giống như cái đợi đi đâu không tìm mũi cho ăn lần này. Cá này rất là to nữa các bạn. Cá khổng lồ. Đúng rồi, thấy bạn. Cái gà chú á. Đúng rồi. Đúng rồi. Cá nó nằm. Ờ, cá rất là to các bạn ơi. Còn cái kia này. Cô này các bạn. Cua Cà Mau. Này cua Cà Mau đó. Cua Cà Mau đấy. Cua Cà Mau. Đây cái càng đây. Cái càng kè. Cái càng bự đây. Quăng đũa rồi. Đúng hải sản. Đúng chất hải sản luôn các bạn nha. Tôm nữa rồi. Tôm nữa rồi. Tôm nữa kìa. Tôm đến nữa kìa. Review. Các bạn mà nhớ comment ở dưới nhiều vào nha, lần sau mình đi mình thích món gì. Đây là nhiêu anh em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người. 7 người làm nguyên mâm này ăn nổi không các bạn ơi? Còn 2 món nữa. Còn 2 món nữa nha. Mà tụi mình chỉ là công nhân. Vô nha các bạn nha. Đây. Làm cái càng cua coi. Ơi cái này cái vị nó kỳ kỳ. Phải ăn me, ăn kiểu này phải. Đây là cái tỏi. Cua Cà Mau mọi người ơi. Cua Cà Mau này các bạn. Càng rất là bự. Me me đúng không? Cà me chứ. Mời. Xíu đi. Cua Cà Mau này ăn me con ngon đấy. Chuẩn bị gì? Rất là ngon. Chuẩn bị đồ nghề. Cà me mới ngon. Không có cốc xe ở đây thì đấy. Không có đó cắm lên cái quay ha. Đó, Thánh Anh đó các bạn ạ. À. Đây con cua bằng khoảng 2 ngón tay của mình nha. Rồi cái càng chứ. Cái càng á. Cua bằng 2 ngón tay. Cua bằng 2 ngón tay. Bằng cua đồng. Phải. Cua bằng 2 nè. Ở dưới kia làm khí thế luôn nha các bạn. Giờ đem bắn hết rồi. Đây, tôi để bắn đi. Em lặng là hiểu ăn hả? Không phải, em làm mà kẹp theo mấy tiếng chút. Rồi tao đang nút. Đang lo ăn không nha vậy á. Cho các bạn xem Thánh Anh. Kì như chạy rút được. Này nè, Thánh Anh bên trên nữa này. Đây là Thánh Bào chứ đừng có Thánh Anh. Thánh Bào chứ lắm. Thánh Bào chứ lắm. À, mấy bạn gái công ty về các bạn ơi. Đó. Nguyên công ty mình đi ăn rồi đó các bạn ạ. Ngày nào thì cũng đang vậy chứ. Ờ, ngày nào cũng đi ăn về chết rồi. Đó. Cứ tầng chủ nhật. Ờ. Hôm nay em khui bia đẹp quá ta. Không, anh sao anh coi. Ông kia ông thấy ngon quá, ông mút cả ngón tay luôn kìa. Vô tay. Vô. Ơi đang bận ơi, đang bận. Vô. Chứ hôm qua này không bệnh hả? Qua này là trình không hay gì. Ơi. Ông mua cái càng cua kìa. Nước tay ngon kìa. Tại tay cầm con cua rồi. Là nuốt chứ. Đó. Ngon chứ bụng. Trời, tôi đỏ tôi nước mềm ai nhẹ nhé.
đây là miếng gạch cua. À. Đây là gạch cua. Gạch cua này. Mình là chấm với một chút muối muối ớt xanh. À. Mời cả nhà nha. Vô. Có quen không xương của em nè. Bỏ dưới đi. Bỏ dưới nè. Rồi mày nghe. Mình coi không đó. Đây là món nè, cá nè, mấy cái cá đó. Miếng này. Chè miếng. Đây là cá. Má cua thịt này mà ăn một chút này thôi no rồi. Tôi chén quá. Đây đây. Ừ. Cũng là cá. Gần cá đúng bài luôn. Thôi mình ăn cái đi. Mình dễ ra làm bài thì có đi. Nay em kêu bác dậy em về nhà ăn. Cá này các bạn ơi. Cá này. Cá còn nóng hổi nha. Anh Bình á là nó bán cá nóng quá.